V7, một cái thương hiệu thường thì những con hàng lớn thì nó em hay đặt phía sau. Con này thì WIC, tức là International Wassail, một cái thương hiệu trong top 1 xa xỉ phẩm của Thụy Sĩ ha. Thương hiệu này rất là nổi tiếng. Con này thì tổng thể là zin nguyên bản luôn, nguyên củ núm rồi luôn các bác ha. Chỉ có dây da thì nó thay rồi nè, dây thì các bác phải chấp nhận thôi. Này thì dây thay bên đó, dây dây khóa thì nó thay dây cá sấu. Đây là hậu của nó, tổng thể cũng phải đẹp 95% ha. Ở đây là máy của nó, các bác thấy là máy khá là sạch sẽ, đẹp ha. Con này thì chạy côn 853, nó cũng giống như là của Omega ha. Những cái thương hiệu lớn thì nó đóng mặt côn dưới đây, có nghĩa tức là đời máy á, đời 853 của nó ha, máy 21 GW, máy bông, máy khá là sạch sẽ các bác nhỉ. Đang rồi bây giờ em đeo lên tay cho các bác hình dung cái form của nó khi nó lên tay nó sẽ như thế này đấy.